Nhau xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người bài tiếp theo, bài số 38 của tóm tắt sách Hội nhập xã hội lớp 5. Hôm nay bài của mình có chủ đề là Cuộc sống này khẩn quốc, thành lập nước Triều Tiên cổ. Phần này là phần đầu tiên của lịch sử, nên là mong là sẽ giúp ích cho mọi người nha. 시작하기 전에 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. Trước khi bắt đầu, mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha. Đặc biệt là nếu muốn có những video tiếp theo, bài số 39 và những bài tiếp theo thì mọi người nhớ comment. Comment thật là nhiều nha, để mình có động lực làm video tiếp theo. Nè, xin bắt đầu hẹn. Vô, bài phần này cũng giống như những phần khác, mình sẽ có hai phần lớn. Phần lớn số 1, 한국 역사는 어떻게 변해왔을까? Hôm nay mình có chủ ngữ của mình là 한국 역사는, 역사 là lịch sử, 한국, Hàn Quốc, dịch đủ lên. Lịch sử của Hàn Quốc thì 을까요? Cái gì đó nhé nhỉ nha. 변해왔다. Ở đây mình có động từ cộng với a hoặc là o, tách một cái uda. Thì á, cái hành động này nó xảy ra, nó xảy đến cho đến thời điểm hiện tại à, tức là cho đến nay, cái gì đó cho đến nay. Thì ở đây mình có động từ của mình là 변하다, thay đổi cho đến nay, 어떻게, như thế nào. Tức là lịch sử của Hàn Quốc đến nay đã thay đổi như thế nào, thay đổi cho như thế nào tới tận ngày nay á. Hiểu vậy là được nha. Phần này sẽ có hai phần nhỏ số 1, 한국 역사를 배우는 이유. Dịch từ đuôi lên, you, lý do mà định ngữ của động từ thì hiện tại, động từ có bạch sim hay không đều thêm nên và theo sau là danh từ. Lúc này chữ nên mình có thể dịch là mà hoặc là không dịch luôn ha. Lý do mà mình học hoặc là lý do học Hàn Quốc giọt xá lịch sử Hàn Quốc. Lý do học lịch sử Hàn Quốc là gì thì nó sẽ đưa cho mình những cái lý do. Thứ hai, Hàn Quốc xe hư rừng. Hư rừng ở đây là cái dòng chảy ha. Mình có thể dịch là dòng chảy hoặc là dòng của Hàn Quốc xa. Xa ở đây là dọc xa, lịch sử Hàn Quốc, dòng lịch sử Hàn Quốc hoặc là dòng chảy của lịch sử Hàn Quốc. Cái chữ lý ở trên này thiếu lý do hả? Rồi đó là phần 1 lớn. Rồi phần 2 lớn mình sẽ đi qua. 구조선의 생활 모습은 어떠했을까? Chủ ngữ của mình là in ở đây. Moship, hình ảnh hoặc là hình dáng hoặc là có thể dịch là cảnh ha. Sen hoài, cảnh sinh hoạt của Cú Chu Sơn của Triều Tiên cổ. Thì dịch từ đưa lên ở to ca thì đã như thế nào nhỉ? Ở to hay tà, nó là cái từ mà mình có cái từ mình viết tắt gọn nó là ở tất thà. Thì thằng này là cái thằng mà phút đó gió sinh người ở người ta viết tách ra. Phần này cũng sẽ có hai phần nhỏ số 1. Cú Chu Sơn này khẩn quốc, nói về khẩn quốc ở đây là thành lập hoặc là nếu mình dịch theo tiếng Hán là kiến quốc ha, tức là thành lập nước của Joseon Triều Tiên cổ thì như thế nào. Thứ hai, của Joseon의 생활 모습, cái cảnh sinh hoạt của Joseon thì nó như thế nào. Đó là phần nội dung mà mình sẽ đi trong ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ đi qua phần đầu tiên, phần số 1 lớn và 1 nhỏ. Lịch sử Hàn Quốc thay đổi như thế nào cho đến ngày nay, và cái 1 nhỏ là lý do học lịch sử Hàn Quốc. 나라의 교육과 역사가 없어지지 아니하면 그 나라는 망하지 않는다. Đây mình thấy câu có nối면, tức là nếu à, nếu với một thì với hai phía sau thì mình cứ dịch từng vế thôi. Với một chủ ngữ của mình là cả thì mình đi hết à, mà mình coi trong chủ ngữ nè, nó có qua, tức là hai danh từ đi với nhau, danh từ một có bạch chim mình đi với qua, không bạch chim thì mình đi với qua danh từ hai. Nó mang nghĩa là và thôi. Thường mình sẽ dịch cái danh từ đứng trước trước, sau đó mình dịch cái danh từ đứng sau ha. Rồi, cái gì? Kyuyuk, giáo dục. Và cái gì? Yoksa, lịch sử. Cái nara này là chung à, của đất nước, tức là giáo dục và lịch sử của một đất nước. Rồi sau đó mình đi từ đuôi lên. Chi anihata, một cái động từ cộng với chi anihata, nó là chẳng cái gì đó hoặc là không cái gì đó ha. Opsojida, biến mất. Nếu giáo dục và lịch sử của một đất nước không biến mất thì với hai chủ ngữ của mình là cứ đã đà nên cái đất nước đó, sau đó thì dịch từ đuôi lên à, chỉ nên đã không mang a đà là tiêu vong, diệt vong, hủy diệt. Tức là nếu lịch giáo dục và lịch sử của một đất nước mà không biến mất thì đất nước đó sẽ không có bị
diệt vong, sẽ không có biến mất luôn, sẽ không có bị sụp đổ. Tiếp theo, 한국의 역사 학자이자 독립 운동가였던 박은식의 말처럼 역사가 바로 서 있으면 나라도 바로 설 수 있다. Rồi phần này vẫn là như cũ, mình sẽ đi mình kiếm cái thằng chủ ngữ và mình kiếm cái chỗ nối ha. Rồi chủ ngữ để ra chút đi, mình sẽ có là ư nhận, vẫn là nếu ha. Nếu vế 1 thì vế 2. Tuy nhiên trong vế 1 nó có cái phần mà có thể tách ra dịch riêng được, đó là danh từ cộng với 처럼, như cái gì đó ha. Thì mình dịch hết cái như, sau đó mình dịch qua nếu vế 1 thì vế 2. Ok. Như danh từ cộng 처럼, bài lời nói của Park Geun-sik. Cái người tên là Park Geun-sik, mà người này đã là gì đây? Người này đã là cái gì? Thì giữa cái người này là cái gì á, thì phía trước nó có ita. Mình có một cái danh từ ita, rồi một cái danh từ nữa. Thì mình đánh phía trước là số 1 và mình đánh phía sau là số 2. Tức là danh từ 1 cũng chính là danh từ 2, tức là cái người này đóng hai vai trò à. Tôi là giáo viên cũng chính là giáo sư, cũng chính là người mẹ hiền chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì lúc này mình có một người hoặc là một cái gì đó đóng hai vai trò. Thì lúc này giống như lời của cái người tên là Park Eun-sik, cái người mà đã là. Rồi mình sẽ dịch cái đứng trước trước. 역사 학자 이자 역사 학자, tức là cái người mà học giả lịch sử, tức là người gọi là nhà sử học á, của đất nước Hàn Quốc. Cũng chính là cái phía sau, thung nip undung ka. Ka này là người ha, undung là vận động, thung nip là độc lập, tức là người tham gia phong trào độc lập. Thì người này giống như lời của người này nói, thì cái lời người này nói nằm phía sau ạ. Yok sa ga paro so isseumyeon, chủ ngữ nếu yok sa lịch sử, paro so itta tức là đứng vững. Nếu mà lịch sử vững, đứng thẳng, đứng vững, nếu lịch sử vững thì với hai đã ra tù, đất nước cũng đi từ đuôi lên ha. Ừ, đi suy tả có thể paro so itta đứng vững. Nếu lịch sử của mình vững, nếu lịch sử mà vững chắc thì đất nước nó cũng sẽ vững chắc. Rồi dịch lại câu này nha mọi người. Như lời nói của Park Eun-sik, người nhà học giả, nhà sử học của Hàn Quốc, đồng thời cũng là nhà tham gia phong trào độc lập. Nếu như lịch sử đứng vững thì đất nước đó cũng đứng vững, có thể đứng vững. 현대 한국의 모습뿐만 아니라 한국의 역사를 공부하는 이유는 한국의 어제와 오늘을 정확하게 이해하고 한국을 올바른 방향으로 이끌어가기 위해서다. Rồi, lúc này mình sẽ tách vế nha mọi người. Đầu tiên là mình có 뿐만 아니라, không những cái danh từ 1 mà còn cái danh từ 2. Rồi tiếp theo, cái chỗ này danh từ 2 nó là chủ ngữ luôn ha. Rồi sau đó mình coi ở trong bài này nó còn nối ở đâu nữa. Có nối cô nè. Thì mình có cái chủ ngữ rồi ha. Cái vị ngữ của mình nó có hai vế. Đó là cái vế phía 1 ở đây và cái vế phía 2. Nhưng mà cái đuôi của nó là y tà là cái gì đó. Tức là mình có chủ ngữ là vế 1 và là vế 2. Thì mình sẽ dịch như vậy để cho nó cái nội dung nó chính xác nha. Vậy thì bây giờ mình sẽ dịch cái vế đầu tiên trong chủ ngữ ha. Trong chủ ngữ thì có là không chỉ. Không chỉ là cái gì? Cái hình ảnh của người Hàn Quốc hiện đại. Mà cái lý do mà ta học, đi từ đuôi lên ha, lịch sử Hàn Quốc. Rồi, tiếp theo đi từ đuôi lên. Y tà là kiwieso, để làm gì? Để làm vế 1 và làm vế 2. Trước chữ cô trước ha. Để làm vế 1, mình đi từ đuôi lên hiểu yada. Tính từ cộng với chữ ke một cách chuẩn hóa hay là chính xác. Hiểu chính xác cái gì? Nó là động từ thì mình sẽ kiếm ư, rư, mình dịch. Hiểu chính xác. Hiểu chính xác mà trong cái chính xác này lại có qua, tức là danh từ 1 và danh từ 2. Chính xác, ở chế. Hân quốc kê ở chế, Hàn Quốc ngày hôm qua. Và hân quốc kê ủ nế, Hàn Quốc ngày nay. Tức là Hàn Quốc trong quá khứ và Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Rồi, tiếp theo, và để làm gì nữa? Ikuro kata. Dẫn dắt cái gì? 올바를 방향으로,
Theo cái phần hăng là phương hướng à, Ulvarita đúng đắn, Han Google Hàn Quốc tức là dẫn dắt đất nước Hàn Quốc đi theo cái con đường đúng đắn. Vậy thì câu này mình có thể dịch lại ha, mình dịch hết từ cái chủ ngữ, sau đó mình sẽ dịch từ đuôi lên ha. Cái việc mà ta học không chỉ là việc mà ta học lịch sử Hàn Quốc không chỉ là học những cái hình ảnh của đất nước Hàn Quốc hiện đại, mà là để hiểu một cách chính xác Hàn Quốc của ngày hôm qua và hôm nay, và để dẫn dắt đất nước Hàn Quốc đi theo con đường đúng đắn. Hàn Quốc 역사 속에 한국의 오늘이 들어 있고 한 현대 한국 사회의 모습 속에 한국의 과거가 담겨 있다. Nó có hai vế theo sau với cô, tức là vế 1 và vế 2. Thì mình cứ dịch từng vế một ha. Tuy nhiên ở trong này á, nó có cái su kê bên trong cái gì đó, thì mình cứ dịch bên trong trước ha. Bên trong Hàn Quốc kê giọt xá, trong lịch sử Hàn Quốc thì cái gì đó thứ đôi tà là có chứa đựng có cái gì đó ha. Ví dụ mình nói là ủa bên trong có cái gì vậy, y à nè mũ cao thứ đôi sở, thì cũng này là y ga thứ đôi tà có cái gì đó chứa cái gì đó, thì có chứa Hàn Quốc kê ủnê ủnê đi, có chứa ngày hôm nay của Hàn Quốc. Tức là trong lịch sử thì có hiện tại đó. Rồi tiếp theo, Hyundai Hankook xa về e bộ số ghế vẫn là số ghế ha. Bên trong cái hình ảnh của xã hội Hàn Quốc hiện hiện đại thì Hankook khóa có ga thậm cho ta, cái thậm cho ta nó cũng là chứa đựng ha, chứa cái gì đó, hàm chứa cái gì đó, bao chứa cái gì đó, bao chứa cái gì đó thì mình đều dùng thậm cho ta được ha. Khóa co quá khứ của đất nước Hàn Quốc, thì câu này mình hiểu như thế nào, tức là trong lịch sử của Hàn Quốc thì có chứa ngày hôm nay của Hàn Quốc, mà trong cái hình ảnh của xã hội Hàn Quốc hiện đại thì lại có chứa cái quá khứ của Hàn Quốc, tức là trong quá khứ thì mình có cái hiện tại, và trong hiện tại hình ảnh của hiện tại thì mình thấy được mình có chứa những cái quá khứ của Hàn Quốc, tức là bình thường mình hiểu đơn giản thôi. Trong quá khứ thì phải có quá khứ mới có hiện tại, mà phải có hiện tại, mình có được cái hiện tại thì mình phải nhớ về quá khứ. Thì cái câu này đơn giản thôi, nó cũng không phải là một câu khá quan trọng, nhưng mà nó là một câu nói khá hay nha mọi người. Câu này có thể dùng để viết văn được. Trong lịch sử Hàn Quốc thì có hôm nay của Hàn Quốc, mà trong hình ảnh xã hội Hàn Quốc hiện đại thì lại có chứa đựng cái quá khứ của Hàn Quốc. Nó là một câu khá hay để viết văn. Đó là cái phần một nhỏ. Phần hai nhỏ của mình sẽ đi về cái dòng chảy của lịch sử Hàn Quốc. Phần này thì nó giới thiệu sơ là ở Hàn Quốc từ ngày xưa đến ngày nay thì như thế nào á. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua dịch cái câu đầu tiên. Hàn국이 자리 잡고 있는 한반도에서는 어떤 역사가 이어져 오고 있을까? Đầu tiên nhấn mạnh nên ở trên Hamban-do, bán đảo Hàn Quốc, bán đảo Triều Tiên á, mà cái chủ ngữ là Hangul, đến định ngữ thì kiếm chủ ngữ ha. Đất nước Hàn Quốc nó đang có vị trí ở đó, nó đang đóng vị trí, nó đang chiếm chỗ ở đó. Thả đi dập tà ở đây có khá là nhiều nghĩa tùy theo tình huống ha. Ví dụ như là mình qua Hàn Quốc xong rồi mình thả đi dập tà, tức là mình ổn định cuộc sống, hoặc là mình đi làm xong mình thả đi dập tà, mình giữ, mình chiếm cái chỗ, hoặc là mình có cái vị trí nào đó thì lúc này thả đi dập tà. Còn ở cái bán đảo Triều Tiên á, tức là Hàn Quốc nó nằm trên bán đảo Triều Tiên, nó giữ vị trí của nó ở trên bán đảo Triều Tiên, là ở Hàn Quốc, ở trên bán đảo Triều Tiên mà đất nước Hàn Quốc nó đang đang có ở đó, thì ở Tân Nhật Sa Gá, đi từ đuôi lên nữa nha mọi người, cái lịch sử nào đã y o cho u quỳ sự cá, nó đang y o rồi tả tiếp diễn à, y o rồi tả kéo dài. Có hồi nãy mình có lúc đầu mình có hướng dẫn cho mọi người là động từ a o ụ tả đang kéo dài cho tới hiện tại á, tức là trên bán đảo Hàn Quốc mà có đất nước Hàn Quốc, trên bán đảo Triều Tiên mà có đất nước Hàn Quốc thì cái lịch sử nào đã tiếp diễn cho đến ngày nay. Thì phần này á mình đi thêm một câu nữa, giọng phiêu đi bộ miền sao Hàn Quốc cái giọt sao á thả đi nà ra giọt sao cả ở tức kệ chọn hay hoàn nên chỉ sai phiêu bộ giả. Rồi, ở đây mình có hai cái ngữ pháp. Đầu tiên là ngữ pháp tương sao, vừa làm vế 1, vừa làm vế 2, hoặc
với 1 đồng thời với 2. Thì lúc này mình có dẫm chô rơi bộ miền xó, dẫm chô rơi bộ tả, dẫm chô dâm này là 5 à. Cái bảng á, cái niên biểu á, tức là cái bảng mà theo năm. Mình xem cái bảng theo năm và tiếp theo là mình có cái cha, động từ cộng cha, chúng ta hãy làm gì đó. Chúng ta hãy sai cho bộ tả xem xét về cái việc gì đây, chủ ngữ của mình ha. Hanguge yoksa wa tarin narae yoksa. Trong cái chủ ngữ có hai cái, danh từ 1 và danh từ 2. Cái lịch sử của Hàn Quốc và lịch sử của đất nước khác thì 어떻게 변화해 왔는지 đã thay đổi đến ngày nay, 어떻게 như thế nào. Thì mọi người xem ở dưới cái bảng này ha, mọi người tự phân tích ha, mình chỉ coi đất nước Hàn Quốc thôi, tại cái bài hôm nay nó hơi dài đó. Europe, 미국 지역. Europe là châu Âu, 미국 지역 là khu vực Mỹ. Ở giữa là Hàn Quốc và ở cuối cùng là Asia 지역, khu vực Asia. Nó kéo dài tới cái bảng tiếp theo, cái slide tiếp theo luôn á, nên là mình sẽ làm sơ sơ cho mọi người ha, sương sương thôi ha. Thôi mình làm cái bảng này, mình làm hết cái bảng này, nhưng mà cái bảng sau thì mình chỉ làm đất nước Hàn Quốc thôi nha. Rồi, đầu tiên mình đi qua cái khu vực á, là mình sẽ đi ngang qua để cho nó cùng thời kỳ nha. Châu Âu và khu vực Mỹ thì mình có Kiwonjon 3500년 경 메소포타미아 문명 시작. Thì lúc này mình có cái thời gian là trong, danh từ cộng với trong. Thì lúc này nó là vào khoảng năm 3500, Kiwonjon là trước công nguyên. Thì đi từ đuôi lên, Shizak bắt đầu, Munmyeong là văn minh. Văn minh của Mesopotamia. Cái Meso, cái Meso này á, nó là Mesopotamia, nó là Lưỡng Hà. Tức là vào khoảng năm 3500 trước công nguyên thì bắt đầu cái nền văn minh Lưỡng Hà. Nền văn minh Lưỡng Hà là gì thì lên Google search nha mọi người. Rồi tiếp theo, Kiwonjon 3000년경 이집트 문명 시작. Rồi tiếp, John tiếp ha. John ở đây là vào khoảng tiếp, vào khoảng cái năm 3000 trước công nguyên. Rồi lại đi từ đuôi lên thì bắt đầu 문명 nền văn minh, 이집트 Ai Cập. Đó là phần châu Âu và Mỹ. Rồi sau đó mình đi qua Hàn Quốc lại ha, tại mình đi ngang mà. Kiwonjon 2333년 고조선 건국. Thì lúc này vào năm 2333 Kiwonjon trước công nguyên, nó có cái việc xảy ra, đó là Joseon Konguk thành lập đất nước tên là Triều Tiên cổ. Rồi mình bay qua cái thằng bên Asia Chiyok bên này luôn à, ngang qua Kiwonjon 2500년경 Trung Quốc 문명 Indo 문명 시작. Tức là vào cái khoảng thời gian là năm 2500 trước công nguyên thì nó sẽ bắt đầu hai cái. Đầu tiên là văn minh Trung Quốc, thứ hai là văn minh của Indo, tức là Ấn Độ. Tiếp theo mình đi cái dòng xuống. Tiếp theo, từ Mỹ, châu Âu nha. Kiwonjon 27년 루마 제정 수립. Tức là năm 27 trước công nguyên thì mình sẽ có là thành lập đế chế La Mã ha, Roma. Sau đó quay qua Hàn Quốc tiếp nha. Kiwonjon 57년 신라 건국. Rồi mình sẽ có là vào năm 57 trước công nguyên thì dịch từ đưa lên thành lập đất nước tên là Silla. Rồi tiếp theo một cái nữa, Kiwonjon 37년 고구려 건국. Vào năm 37 trước công nguyên thì thành lập cái đất nước tên là Goguryeo. Mình phải nhớ những tên đất nước này nha, tại vì nó ra trắc nghiệm đó mọi người. Rồi sau đó mình bay qua cái thằng bên này ha, tại mình đang đi theo chiều ngang đó. Qua khu vực châu Á. Kiwonjon 7세기 베트남 발랑 국 건국. Vào thế kỷ, Seki là thế kỷ nha mọi người, thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Thì lúc này Konguk ở đâu? Vietnam, đất nước mình ha. Thì thành lập cái đất nước là Palang, tức là Văn Lang. Thế kỷ thứ 7 trước công nguyên ở Việt Nam thành lập đất nước Văn Lang. Rồi sau đó mình đi tiếp nha. Mình đi tiếp qua cái phần mà từ châu Âu với lại Mỹ nha. 476년 서로마 제국 멸망. Tức là vào năm 476, tức bây giờ là hết trước công nguyên ha, giờ lại qua cái sau công nguyên rồi đó. Rồi, 멸망 ở đây là
bị sụp đổ đó, bị diệt vong. Xe quốc, đế quốc, so rủ mà, so rủ mà thì mình sẽ có cái đế quốc La Mã phương Tây á, so là phía tây phương Tây á, Roma là La Mã. Tiếp theo ngang qua đến Hàn Quốc, Kiwon John 18 lần Baekje Konguk, tức là năm 18 trước công nguyên, vẫn còn trước công nguyên ha, thì thành lập cái đất nước tên là Baekje. Mình nhớ nha, Silla thành lập đầu tiên là của Joseon, sau đó thì Silla, tiếp theo là của Goryeo, tiếp theo là Baekje. Rồi tiếp theo mình đi qua bên cái thằng Asia, Kiwon John 221 lần Qin Trung Quốc thống nhất, tức là vào năm 221 trước công nguyên thì mình có Qin này á, là Trần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng đó mọi người, thống nhất đất nước Trung Quốc. Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước Trung Quốc. Rồi tiếp theo mình vẫn đi qua Hàn Quốc thôi, tại vì mình đi ngang bên phía châu Âu nó không có, nên mình đi Hàn Quốc luôn ha. 676 năm Silla Tam Quốc thống nhất, tức là vào năm 676 đất nước Silla đã thống nhất. Xâm quốc là ba nước, tức là Silla sẽ thống nhất nè, Goguryeo, Baekje với lại Silla thống nhất thành một cái nước. Tiếp theo 698 năm Taejoyeon Palae Konguk, tức là vào năm 698 thì Taejoyeon vua này mới là thành lập đất nước tên là Palae. Nhớ tên cái đất nước cho mọi người, Palae. Rồi đi qua bên thằng Trung Quốc, Asia, chú xin hiểu. 610년경 이슬람교 성립. Thì mình có cho là vào khoảng năm 610 thì Songnip là thành lập cái đất cái chùa Islam chỗ cái Hồi giáo chùa này là tôn giáo, Islam là Hồi Hồi giáo. Rồi đó là hết dòng, rồi còn cái dòng cuối cùng. Dòng cuối cùng qua châu Âu trước nha. 1906년 십자군 전쟁 시작, tức là vào năm 1096 đi từ đuôi, bắt đầu cuộc chiến thập tự quân, tức là thập tự quân, thập chữ thập đỏ đó, cái chữ thập nè, cái thánh giá đó mọi người. Xích cha là thánh giá, cái dấu cộng á, thánh giá thì nó tượng trưng cho là cái đạo á. Nên lúc này là cái xích cha gun chọn gen, nên là chiến tranh thập tự quân, tức là thập tự chinh đó, người ta hay còn gọi thập tự chinh đó, bạn nào nhớ lịch sử thì quay lại coi nha. Rồi tiếp theo qua Hàn Quốc cuối cùng, 918년 왕건 고려 건국, vào năm 918 thì vua Quảng Con mới thành lập cái đất nước tên là Goryeo. Cục Goryeo khác ha, bây giờ tính Goryeo. Mình đi qua cái trang tiếp theo, cái like tiếp theo, nhưng mình chỉ đi cái phần của Hàn Quốc thôi nha, tại đi các nước khác nó tốn thời gian quá, mình học chủ yếu là học Hàn Quốc mà. Rồi tới Goryeo rồi ha, Palae xong rồi đến Goryeo. Tiếp theo ở giữa thôi nha mọi người, 1592년 임진왜란, tức là vào năm 1592 thì có trận chiến tên là Imjinweran. Cái phần này sẽ được học trong phần lịch sử. 1636년 병자호란, rồi vào năm 1636 thì có cuộc chiến tên là병자호란. Nhớ học cái tên và cái năm nha mọi người. Tiếp theo 1897년 Đại Hàn Chế Quốc su립, vào năm 1897 su립 là thành lập ha, Chế Quốc đế quốc tên là Đại Hàn. Tiếp theo 1910년 Đại Hàn Chế Quốc quốc quân bạc kim, vào năm 1910 thì đế quốc Đại Hàn này đã bị cướp mất ha, Pasaga đã, tức là Beakida, bị cướp đi quốc quân, quốc quyền, tức là bị Nhật Bản cướp đi cái quyền mà quyền của đất nước mình, tức là nó làm chủ. 1919년 3.1운동 대한민국 임시정부 수립, vào năm 1919 thì xảy ra cái phong trào tên là 3.1운동, tức là vào ngày ngày 1 tháng 3. Thì phong trào này á, nó là thành lập cái chính phủ Im Si là tạm thời của Đại Hàn Dân Quốc.
1945 8.15 Quảng Bục. Vào năm 1945 thì có quan phục, tức là vào ngày 15 tháng 8. 1948 대한민국 정부 수립. Năm 1948 thì lúc này dịch đu lên thành lập chính phủ Đại Hàn Dân Quốc. 1950년 6.25 전쟁. 1953년까지, tức là vào năm 1950 thì xảy ra cuộc chiến tranh ngày 25 tháng 6, và người ta gọi cái tên của cuộc chiến tranh là cái ngày đó luôn ha, Yu-Gi-Oh! 전쟁. Và cuộc chiến tranh này bắt đầu kéo dài, bắt đầu từ 1950 và kéo dài 3 năm tới năm 1953. 1960년 4.19 혁명. Thì lúc này năm 1960 thì xảy ra cuộc cách mạng tên là 19 tháng 4. Tức là cái này đã lấy cái ngày bắt đầu làm cái tên của cuộc cách mạng này luôn. 1980년 5.18 민주화 운동. Năm 1980 thì có cái phong trào dân chủ hóa ngày 18 tháng 5, tên của cuộc cách mạng đúng không ạ? 5.18 민주화 운동. Mình sẽ đọc số từng số nha mọi người, không có đọc là 18 đâu nha. 1987년 6월 민주 행정 항쟁. Đấy, vào tháng 6 năm 1987 thì có cái cuộc kháng chiến dân chủ, Minju là dân chủ. Rồi tiếp theo 2000년 최초의 남북 정상 회담. Vào năm 2000 thì có cái cuộc hội đàm là hội đàm. 정상 là thượng đỉnh, thì lúc này mình sẽ có là cái cụm chung là 정상 회담 là hội nghị thượng đỉnh, hội nghị thượng đỉnh Nam Bắc, tức là Nam Hàn và Bắc Hàn á. 최초로, 최초에, tức là lần đầu tiên. Chiến tranh chia cắt xong rồi lần đầu tiên là họp hội nghị thượng đỉnh vào năm 2000. Mọi người cái phần này thì mọi người nhìn qua đọc sơ sơ thôi, tại vì trong cái phần mà học lịch sử thì nó sẽ có tất cả các sự kiện này, nó sẽ nói lại, nên là mình đầu tiên mình đọc sơ sơ thôi. Sau đó thì mình học hết cái phần lịch sử thì mình sẽ lật lại cái trang này nè, để mình coi cái phần này, để mình tóm tắt lại lịch sử, để mình coi cái mốc thời gian, để mình đánh trắc nghiệm cho đúng nha. Mấy cái nào mà dễ dễ thì mọi người cứ học trước đi. Đó là cái phần mà nói về hướng, cái dòng chảy của Hàn Quốc Yoksa, lịch sử Hàn Quốc. Này là sơ sơ thôi ha, xương xương thôi đó. Bây giờ mình sẽ đi vào tiếp cái phần số 2 lớn. Đó là 구조선의 생활 모습은 어떠했을까? Cảnh sinh hoạt của Triều Tiên cổ thì như thế nào? Đầu tiên mình sẽ đi vào cái 구조선 건국, tức là thành lập cái nước đất nước 구조선 thì như thế nào. Mình sẽ đi qua một cái câu chuyện nhỏ nha. 하늘에서 내려온 환웅이 인간 세상을 다스리고 있었는데 어느 날 곰과 호랑이가 찾아와 인간이 되게 해달라고 빌었다. Lúc này mình sẽ tách vế ở đây ha. 있었는데 vế 1 nhưng hoặc là vế 2. 1 là nếu như hai vế nó đối lập thì mình sẽ dịch là nhưng, còn không thì mình sẽ dịch là giải thích cho vế 1 ha. Mà hoặc là và đều được hết. Chủ ngữ của mình sẽ có. Rồi, chủ ngữ của vế 1 là y. Hoan ung là cái người mà đã để đâu tả hạ giới, tức là đi xuống hoan ung đề so, từ trên trời, tức là hoan ung á là cái người mà từ trên trời á, người ta hạ giới xuống, tức là đi xuống trần gian. Rồi làm gì? Đi từ đuôi lên. Ông này ông đã otta, cô y tả đang, thả sư đi tả là cai trị ha. In gan se sang, thế giới của con người. Ở trên trời xuống mà, mình là người bự, mình cai trị thế giới con người, ý là vậy ha. Rồi, oneu nae, một cái ngày nọ. Rồi sau đó là mình có cái vế sau á, nó lại có là cái ngữ pháp nhỏ thôi. Chacha, chacha wa, tức là chacha wa so. Cái gì đó, chacha wa so. Rồi, mới là vế ba. Thì lúc này cái gì chacha wa, chủ ngữ của mình ở chỗ này là kumwa hurangi, con gấu và con hổ. Nó mới chắc châu đà, nó mới tìm đến, tức là tìm đến cái vị vua tên là Hoa Nương này. Và nó làm gì? Đi từ đuôi. Pirata đã cầu xin. Rago rằng. Mình có cái thả la gua đã, động từ cộng với a o
달라고 하다. 하다. Mình thấy ha ta là thành phiền ta. Cầu xin rằng hãy làm cái gì đó cho bản thân mình ha. Cái này thật là cô ha ta là cho bản thân mình. Còn nếu mà chu ra cô ha ta là cho người khác ha. Cái phần này học về phần gián tiếp đó mọi người. Mọi người coi lại cái phần gián tiếp là sẽ có cái phần này ha. Thật là cô ha ta và chu ra cô ha ta. Nó đã cầu xin là hãy kê ha ta. Kê he ta là cô. Làm cho nó trở thành ingani đề đà, con người. Tức là dịch lại câu này nha mọi người. Hoa Nương là người từ trên trời xuống và ông này đã đang cai trị thế giới con người. Một ngày nọ thì có một con gấu và một con hổ nó tìm đến và nó cầu xin là hãy làm cho nó biến thành người. Hoa Nương은 100일 동안 숯과 마늘만 먹으면 햇빛을 보지 않으면 잠깐만 죄송해요. 본인 좀 밀래요, 로이. 환웅은 100일 동안 숯과 마늘만 먹으며 햇빛을 보지 않으면 인간이 될 수 있다고 했다. Rồi cứ coi tách vế ha. Ư mio là và trong văn dùng trong văn viết vế 1 và vế 2. Hai cái này nó không tách rời được mà có ư mio là nếu. Vậy thì hai cái này không tách được thì mình sẽ nếu vế 1 và vế 2 thì cái vế còn lại là vế 3 phía sau. Và lưu ý những cái dạng này á, nó thường nó sẽ có cái dạng mà gián tiếp đứng theo sau là tạ cô hết tà, nói rằng ai đã nói rằng chủ ngữ Hoa Nương, chủ ngữ là Hoa Nương, cái người tên là Hoa Nương, cái quan này, vua này mới nói rằng nguyên cái vế là nếu 1, 2 thì 3. Nếu như 100일 동안 숯과 마늘만 먹다 là ăn mà man 먹다, mình có danh từ cộng với man là chỉ ăn á, ăn cái gì có hai thứ đó là sút là ngải cứu, qua là và, manel tỏi, rồi pegil tung an trong vòng 100 ngày và với hai hepitil puji an khu đi từ đuôi lên chi an thả và không nhìn cái ánh nắng mặt trời, tức là không có ra ánh nắng mặt trời ở trong hang động luôn á. Rồi thì với ba thì ingani thuế suy tả đi từ đuôi lên ư thuế suy tả có thể ingani thuế tả trở thành con người. Rồi dịch lại nha mọi người. Cái vị vua tên là Hoa Nương này, ông ấy mới nói rằng á, nếu như hai đứa bay, nếu như cái con gấu và cái con hổ này á, nếu như hai đứa bay á, mà chỉ ăn ngải cứu và tỏi trong vòng 100 ngày rồi không có nhìn ánh nắng mặt trời thì tụi bay có thể trở thành con người được đó. Vậy đó. Tiếp theo, Horangi와 달리 환웅의 말대로 한 곰은 여자가 되었고 환웅과 결혼하였다. Rồi, mình có cái điểm ngữ pháp nhỏ là danh từ cộng với qua thầy lì, khác với danh từ, tức là khác với cái con hổ này á. Hổ mình ăn thịt mà bắt nó ăn rau, ăn cỏ cho nó ăn được. Thì lúc này chủ ngữ của cái vế tiếp theo mình sẽ có, ở đây có hai vế lớn, đó là cô thôi, vế 1 và vế 2 thôi. Thì mình sẽ có chủ ngữ của con gấu nè. Con gấu là cái con á mà đã Bảy tê đô ta làm theo lời của Hoa Nương nghe. Của Hoa Nương tức là nó ăn ngải cứu với lại ăn tỏi trong vòng 100 ngày á. Thì cái con gấu này đã dò xa ga thiệu cô, đã trở thành một người phụ nữ. Và Hoa Nương qua chỗ đô nà giật ta, đi từ đuôi của vế còn lại, tức là đã kết hôn với Hoa Nương, là cái vị vua tên là Hoa Nương này. Chúng ta sẽ theo nắn thành cung 단군 왕검이 고조선을 세웠다. Rồi chủ ngữ của mình là Iga nằm đây ha. 단군 왕검 là cái người tên là 단군 왕검 này á, là cái người mà đã được 태어나다 sinh ra giữa 둘 사이에서, giữa hai người đó, giữa hai người là ai? À là cái vị vua Hoa Nương và con gấu á. Thì lúc này cái người này đã làm gì? Khu dấu sao nấy xeo tà đi từ đuôi à, đã xây dựng lên đất nước tên là Triều Tiên Cổ. Đây là cái câu chuyện thần thoại thôi, nói về cái sự thành lập của đất nước Triều Tiên, nhưng mà giống như Việt Nam mình á, trăm trứng đẻ trăm con vậy, thì nó chỉ là một cái câu chuyện tưởng tượng thôi, nhưng mà nó là cái câu chuyện mà người Hàn Quốc ai cũng biết. Đó là câu chuyện trích trong Sam Quốc Du Sa nha, cái tên là cái bộ tên là Sam Quốc Du Sa. Rồi, đó là cái phần đầu tiên. Mình đi tiếp nha. Vẫn là cái phần số 1 là thành lập nước Kujoson.
위에 글처럼 곰이 정말 사람이 된 것일까? Rồi lấy chủ ngữ của cái câu này đó là y ha. Cái con gấu á, ấy, chưa xong nè, sao đâu. Danh từ sao đâu trước ha, giống như là cái bài viết ở trên. Thì, chăm chỉ mình nhiều. Cái gumi, con gấu. Bây giờ chơi xuống nghèo. Rồi đi từ đuôi ha. Y cài nhé nhỉ nha. Y ca thuê tả, trở thành, đã trở thành. Sao làm con người, chẳng mệt, thực sự. Rồi mình tóm lại câu này là giống như cái đoạn văn trên. Thì con gấu thật sự đã trở thành con người. Như cái đoạn văn trên người ta nói thì có thật sự là con gấu đã trở thành con người hay không á? Cùng Hangguge chủ sang đến Kumilka. Chủ ngữ Hangguge chủ sang. Chủ sang là tổ tiên à. Tổ tiên của Hàn Quốc là con gấu. Phải không? Là gấu phải không? Rồi, Hàn Quốc 역사의 시작인 고조선 건국 이야기는 다음과 같이 해석되고 있다. Chủ ngữ của mình là nên. Cái này nó không có hai vế, mình chỉ có một vế thôi à. Cái câu chuyện Iagi Konguk thành lập cái đất nước Triều Tiên cổ là Shizaki đã là cái nước bắt đầu lịch sử của Hàn Quốc. Thì dịch từ đuôi lên Kuita hesok tuệ Kuita đang được hesok tuệ ta được phân tích thả âm qua khạch chí giống như sau. Tức là cái câu chuyện mà thành lập đất nước Gojoseon là đất nước mà bắt đầu của lịch sử Hàn Quốc thì người ta phân tích như sau. Manchu mít Hanbando에 곰을 숭배하는 부족과 호랑이를 숭배하는 부족이 살고 있었다. Rồi, ở đây mình sẽ có cái chủ ngữ của mình là y ở đây ha. Và trong chủ ngữ của mình nó có danh từ 1 và danh từ 2. Thì mình sẽ đi từ danh từ 1. Để có cái buzuk là bộ tộc mà sùng bái. Sùng bê là sùng bái ha. Gấu. Và buzuk bộ tộc mà sùng bê là sùng bái. Horangi hổ. Thì lúc này đi từ đuôi ha. Saigo isatta đã đang sai tả sống ở Manchu mít Hanbando. Cái nơi của mình là sống ở đâu? Sống ở cái e này ha. Sống ở Manchu là Mãn Châu hả? Và Hanbando bán đảo Triều Tiên. Rồi, thì mình có thể là dịch mình túm túm lại trên bán đảo trên ở Mãn Châu và trên bán đảo Triều Tiên thì ngày xưa đã có cái bộ tộc mà sùng bái gấu và bộ tộc sùng bái hổ nó sinh sống. Shinsaki 시대가 끝나갈 무렵 하늘의 자손이라고 주장하는 환웅 부족이 한반도로 이동하여 들어왔다. Thì ở đây mình có cái ngữ pháp nho nhỏ thôi ạ. Ư, tiêu, mù vào khoảng cái lúc nào đó. Vào khoảng cái lúc nào. Thì cái vế số 2 á, nó chỉ là một cái vế thôi. Nên là mình sẽ dịch cái vế 1 vào khoảng trước ạ. Vào khoảng cái lúc mà. Shinsaki 시대. Ở đây mình có cái gọi là Shinsaki 시대 là thời kỳ đồ đá mới ha. Thời kỳ đồ đá mới. Cái thời kỳ là cái lúc mà thời kỳ đồ đá mới Kinagata nó sắp kết thúc à. Thì lúc này chủ ngữ của vế tiếp theo sẽ là y ở đây à. Y ga ưng lên thì y ở đây. Phú chúc cái bộ tộc. Bộ tộc Hoan Nương. Là cái bộ tộc mà chủ trang Ada. Chủ trang Ada thì thường mình sẽ dịch là chủ trương. Hoặc là mình có thể dịch là khẳng định. Hoặc là quả quyết. Cái bộ tộc tên là Hoang là cái bộ tộc mà người ta chủ trương rằng cho rằng Ida đã là Chả Xuân là con cháu của trời á. Hồi nãy ở trên mình có là Hoa Nương là từ trên trời rơi xuống á, thì lúc này á người ta dịch theo một cái phân tích theo một cái hướng khác, đó là cái bộ tộc tên là Hoa Nương là cái bộ tộc mà được ông này ông chủ trương là ông nói là ông là con cháu của trời á, thì cái bộ tộc này đã làm gì? Hanbandoro itonhayo terowatta. Itonhada là di chuyển, terowatta là xuống xuống đến ha, di chuyển đến cái bán đảo Triều Tiên. Rồi làm gì? Vẫn là tiếp nha mọi người. 청동기로 만든 우수한 무기를 갖고 있던 환웅 부족은 꿈을 숭배하는 부족과 힘을 합쳐 호랑이를 숭배하는 부족을 빌리쳤다.
Lúc này mình sẽ kiếm chủ ngữ ha. Chủ ngữ của mình là cái bộ tộc này nè. Và lúc này mình tách vế là hấp thở, tức là hấp thở sở. Rồi, đi từng vế, vế số 1 trước. Phú chúc, hoan ưng phú chúc. Bộ tộc tên là hoan ưng, mà đã. Ở đây mình sẽ có quá khứ hồi tưởng ha. Cô y tà, đang có. Khạch tà là sở hữu. Ú xoan mù gì, những cái vũ khí ưu tú, những cái vũ khí tối tân. Mà đã được làm bằng thân đông ghi, làm bằng đồng á. Thì cái bộ tộc này đã làm gì? Đi từ đuôi của vế một lên. Khi mà hấp chi là hợp lực, hợp sức qua với phú trụ, cái bộ tộc mà xung bê tả, sùng bái, gấu. Rồi làm gì nữa? Rồi đi từ vế hai đuôi ha. Bli chi là đánh đuổi phú trụ, cái bộ tộc xung bê tả, mà sùng bái, hú ra nghỉ, hổ. Tức là cái ông Hoa Nương này á, thì là cái ông mà con cháu của trời á, thì cái ông này á, ổng mang theo những cái vũ khí tối tân mà làm từ đồng. Người ta đồ đá mà bây giờ qua đồ đồng thì nó mạnh hơn đúng không? Thì đã làm gì? Đã hợp lực với cái bộ tộc tên là gấu. Tức là hồi nãy mình có đọc cái câu chuyện là kết hôn, Hoa Nương kết hôn với con gấu đó. Thì lúc này người ta phân tích theo cách khác, đó là hợp lực với cái bộ tộc sùng bái gấu và đã đánh đuổi cái bộ tộc mà sùng bái hổ. Hổ nó đâu có ăn ngải cứu chứ đâu ăn tỏi đâu, nên là nó đi ra ngoài nó không có thành người được, còn con gấu nó thành người. Thì lúc này người ta phân tích theo cách khác. Nếu mình hiểu được cái nội dung câu chuyện thì mình thấy nó cũng rất là thú vị ha. Tiếp theo, Hoan ưng bộ tộc và cúm ưng sùng bái ưng bộ tộc ưng 결혼을 통해 하나가 되었고 단군 왕검을 지배자로 하는 새로운 부족을 만들었다. Rồi, kiếm chủ ngữ và tách vế nha. Chủ ngữ của mình ở đây. Tách vế, thu nghe là thông qua vế 1. Thì vế 2 có cô và vế 3. Có 3 vế thôi. Thì lúc này mình đi từ chủ ngữ. Bú trúc là cái bộ tộc mà. Rồi, ở đây mình có là có qua 1 và 2. Thì mình đi cái trước đi ha. Tức là Hoa Nương Bù Chúc, bộ tộc Hoa Nương và cái bộ tộc mà Xuân Bê đã sùng bái gấu này thì đã làm gì? Khổ đơn nữ thu nghe, thông qua kết hôn thì Hanaga Thiệu Quốc đã trở thành một, tức là hai bộ tộc nhập lại làm một. Rồi làm gì? Đã đi từ đuôi ha, tạo nên một cái Bù Chúc, Seroon Bù Chúc, một cái bộ tộc mới mà Shibetaru Hata, ai là người? Là cái người cai trị. Mà cái người tên là Thần Quân Hoàng Cầm là người cai trị. Tức là cái hai cái bộ tộc đó hợp sức lại với nhau, xong rồi cưới nhau rồi sinh ra con tên là Thần Quân Hoàng Cầm. Thì Thần Quân Hoàng Cầm này mới thành lập cái đất nước là Triều Tiên Cổ. Thì vẫn quay lại cái câu chuyện, hai câu chuyện thì nó cũng giống giống nhau thôi. Nếu bạn nào mà hay đọc sách của thiếu nhi thì mọi người sẽ thấy những cái câu chuyện như thế này. Mình cũng đọc nhiều rồi nên là mình thấy chả có gì mới mẻ, nhưng mà cũng khá là thú vị. Tiếp theo, 이후 단군 왕검은 나라를 세웠는데 그 나라가 바로 한국인이 세운 첫 번째 국가인 고조선이다. Tách ra, nhưng데 một là nhân, hai là giải thích. Trong này hai cái vế này nó không có đối lập nên mình cứ giải thích thôi chủ ngữ của mình. Rồi thời gian ở phía trước, 이후 sau đó thì 단군 왕검은, tức là thằng quân hoàng gom mới làm gì? Nó đã đã xây dựng lên đất nước. Và vế hai, khi đã ra cái đất nước đó, phá đồ chính là, sau đó đi từ đuôi lên, khu châu son, đất nước tên là Triều Tiên Cổ, in, đây là y tà, là quốc gia, cái quốc gia, chấp bân chè, thứ nhất là quốc gia đầu tiên á, mà định ngữ, Hankukini Seuda là người Hàn Quốc xây dựng nên. Tức là tổ tiên của người Hàn Quốc, là cái đất nước tổ tiên, là đất nước đầu tiên, đất nước tên là Kuchosan. Dịch lại nha mọi người. Sau đó thì Thành Quân Hoàng Gom mới xây dựng đất nước. Và cái đất nước đó chính là đất nước Triều Tiên Cổ, là quốc gia đầu tiên mà người Hàn Quốc xây dựng. Rồi đó là xong cái phần Kuchosan Khẩn Quốc rồi đó mọi người. Thành lập đất nước Kuchosan. Thì mình nhớ cái nội dung này thì mình nhớ cái sự tích con gấu với lại Hoa Nương. Và mình nhớ cái sự tích là con gấu với lại Hoa Nương kết hôn với nhau và sinh ra cái người là thành lập
đất nước Triều Tiên cổ đầu tiên, đó là Thành Quân Quảng Công. Này là Harabuchi. Thành Quân Harabuchi. Còn mình ở đây hay nói là Thành Quân Harabuchi. Rồi, đó là cái phần đầu tiên. Phần số 2 của phần 2 là cái cảnh sinh hoạt của cô Joseon thì như thế nào? Mình đi qua câu đầu tiên. Cô Joseon은 사회 질서를 유지하기 위해 여덟 가지 내용의 법, 8조법을 만들었다. Ở đây mình sẽ có tách vế kiwi he để làm vế 1, thì vế 2. Để làm gì? Chủ ngữ của mình là cú chô so nên. Đất nước Triều Tiên cổ để, dịch từ đuôi của vế 1 ha, yuji hada, duy trì, sawe chiri so là trật tự ha, sawe xã hội, để duy trì trật tự xã hội. Thì đất nước cô chô son đã làm gì? Đi từ đuôi lên, mandrota, đã tạo ra. Tạo ra cái gì? Trong ngoặc này thì thường mình sẽ dịch hết ở ngoài, sau đó mình mới dịch vô trong ngoặc ha. Tạo ra do tôi ca chia để yêu nghe pop, tức là cái tám cái điều, tám cái nội dung luật, tám cái pháp luật mà có tám cái nội dung, tám loại nội dung, tức là tám điều đó. Ở đây ở trong ngoặc đó nó viết tắt là Paejobop, cái luật tám điều, tức là có cái tám điều trong cái luật đó, có tám điều. Rồi tiếp theo, ý chương se ga chi nội dung y hiện tại ga chi chuyển đi. Ý chương là trong số đó, trong số cái 8 điều đó thì xe ga chi để dùng ơn để dùng ý chứ không hiểu nội dung của 3 điều, dịch từ đuôi lên cô ta đang cho nên chi đã được truyền lại hâm chê ga gì đến hiện hiện tại, đó là 3 điều gì đây? Số 1, 사람을 죽인 자는 사형에 처한다. Chủ ngữ của mình là in, cha là cái người. Rồi định ngữ Chukida mà đã giết Saram, người, người mà giết người á, thì đi từ đuôi lên Sa hyong e cho ha da. Và đây là mình chia đuôi câu rồi mình cho hành đã, thì sẽ bị xử tử hình á, Sa hyong, tử hình. Namul dachige hanen à, Namul dachige han zanen gokshigro gapneunda. Gam chứ không phải là cắp nha mọi người, âm mũi ma nữ nha. Chủ ngữ zanen, cái người mà đã kha đã làm thachida bị thương namul người khác, tức là cái người mà làm bị thương người khác, đánh người ta bị thương hay làm gì cho người ta bị thương, thì khẩm nên đã thì phải trả euro bằng quốc xích là lương thực ngũ cốc. Thì lúc này á, bây giờ thời nay á, thì đánh người ta bị thương thì phải bồi thường tiền. Tiếp theo, thổ thúc chi đàn trả nên thổ thúc mà chân chỉ bệ đồ bị đồ xăm nền đè trẻ được dùng sao bà tư đoàn miền 50만 전의 돈을 내야 한다. 딱 왜라. 바 왜. Rồi, vế 1. Ưn đế. Vế 1. Ưn đế lúc này mình sẽ dịch giải thích, mình không dịch như nào, tại vì hai vế không có đối lập với nhau. Và vế 2 ư đều miền, nếu muốn vế 1 và nếu muốn vế 2 thì vế 3. Nếu muốn với nếu thì cũng là nếu thôi ha. Thì lúc này mình sẽ có chủ ngữ của vế 1. Thủ tục chi đan trả. Chả là người, định ngữ quá khứ mà đã, thủ tục chi ra đà, ăn trộm á, người mà đi ăn trộm, người mà ăn trộm thì rồi đi từ đuôi ha, bị xem là bị mình mà bị ăn trộm thì bắt á, thì mình sẽ bị trở thành cái người nô bi. Người nô bi là nô tỳ á, cái người nô tỳ, người đi làm cho cái nhà mà mình đã ăn trộm, tức là mình đi ăn trộm mà mình bắt á, thì người ta bắt lại, người ta bắt mình làm nô lệ cho cái nhà đó luôn. Rồi, và trẻ dũng so phải tư đềm nhận. Nếu muốn với hai, nếu muốn nhận được tha thứ tội, dũng so phạt tà là nhận sự tha thứ, trẻ là tội ha. Nếu muốn tha thứ cái tội đó, thì 50만 천의 돈을 내야 한다. Đi từ đuôi lên, 내야 하다. Phải nộp, phải trả. Trả cái phần tiền. Mà cái chân này là đơn vị của tiền thời cô Chu Son à. Bây giờ thì đơn vị là tiền won. Còn hồi trước thì đơn vị là tiền chon, đó là cái đồng tiền như vậy nè, mà có cái lỗ xong rồi ở đây có mấy chữ Hán ở đây á, thì lúc đó cái đồng tiền đó, cái đồng tiền mà sử dụng trong cái thời Cô Chu Son thì sẽ gọi là chon nè. 50만 tức là 500 chon, 500 ngàn chon nè. 50만 chứ không phải là nè, 50만 5.000 chon. Rồi xong rồi đó mọi người. Rồi nói lại phần này ha. Cái người mà đi ăn trộm thì sẽ bị làm thành người hầu cho cái nhà mà mình đã ăn trộm. Và nếu muốn nhận được sự tha thứ tội thì phải
trả cái món tiền là 500.000 won. Hết. 여기까지만 하겠습니다. 네, 다이트냐 mọi người. 고생 많으셨습니다. 네, 안녕히 계세요.